Hi, mình là Poseidon đến từ Coin 68 TV và chào mừng anh em đến với Giải mã Crypto. Chắc hẳn khi anh em tham gia vào thị trường crypto thì đều đã được nghe đến những cái tên tuổi về các cái sàn giao dịch phi tập trung hết sức khổng lồ như là Uniswap, PancakeSwap, SushiSwap hay là CurveFinance. Và trong cái giải mã crypto phần 2 ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về một dự án rất là mới, rất là non trẻ nhưng đang đưa ra được những cái giải pháp và thách thức những cái ông lớn, những cái gã khổng lồ mà mình vừa kể tên nói trên. Đồng thời, đây cũng là dự án mà anh em có thể trải nghiệm để có cơ hội nhận được cái retroactive lên tới hàng nghìn đô la. Và đó chính là Ambient Finance. Ok, let's go. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cái tổng quan về Ambient Finance. Thì Ambient Finance nó chỉ đơn giản là một cái sàn giao dịch phi tập trung được xây dựng và phát triển trên Ethereum. Dự án ban đầu có tên gọi là CropSwap và hiện tại đã đổi tên thành là Ambient. Và cái mục tiêu của Ambient Finance đó là cung cấp cái trải nghiệm giao dịch tối ưu nhất cho người dùng với chi phí thấp và cái thanh khoản cao. Và bên cạnh cái tính năng swap thông thường như các ARM khác thì Ambient nó cũng hỗ trợ thêm những cái tính năng mới và nâng cao cái trải nghiệm người dùng, đó chính là các cái limit order đó, hoặc là cái việc mà cho phép cung cấp thanh khoản một cách đa dạng theo nhiều kiểu hơn để từ đó hỗ trợ cho những cái bên liquidity provider, tức là những người cung cấp thanh khoản, họ có thể tùy chọn những cái chiến lược cung cấp thanh khoản phù hợp với mục tiêu và số vốn của họ. Thì từ đó cái mục tiêu cuối cùng của Ambient vẫn là mang lại cái lợi nhuận tốt nhất cho cả người dùng lẫn những cái người cung cấp thanh khoản. Trong phần 2, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những cái mô hình hoạt động của Ambient Finance. Thì một trong những cái điểm đặc biệt của Ambient Finance đó là sự kết hợp giữa cái cơ chế cung cấp thanh khoản là CPMM, tức là Constant Product Market Maker, và CLMM, tức là Concentrated Liquidity Market Maker. Thì đây là hai chế độ cung cấp thanh khoản gần như là điển hình nhất trong các cái mô hình AMM hiện tại. Và Ambient đã khéo léo kết hợp nó với nhau để cho phép những cái người cung cấp thanh khoản có thể có một cái sự đa dạng hơn trong kết hợp những cái chiến lược cung cấp thanh khoản để vừa tối ưu được cái lợi nhuận vừa đảm bảo cái thanh khoản dồi dào nhất có thể cho giao thức. Thì anh em hãy cùng mình tìm hiểu sâu hơn về hai cái phương thức cung cấp thanh khoản này. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau nói về CPMM. Thì CPMM đó là mô hình swap điển hình nhất trong các AMM với cái công thức là x nhân y bằng k, trong đó x và y là số lượng hai token trong cái pool giao dịch và k là một cái hằng số không đổi. Và cái mục tiêu của CPMM đó là đảm bảo cái giá trị tài sản trong pool sẽ không thay đổi bất kể số lượng token nó có thay đổi như thế nào đi nữa, và cái giá của token nó sẽ tự điều chỉnh theo cái nhu cầu, và tức là cái cung cầu của token và mức cái thanh khoản trong pool. Thì mình sẽ giải thích rõ hơn anh em trong một cái ví dụ sau. Thì anh em có thể thấy, giả sử chúng ta có một cái pool là ETH và DAI được tạo ra bởi 10 ETH và 1.000 DAI. Tại thời điểm đó thì giá trị 1 ETH bằng 100 DAI và 1 DAI bằng 0.01 ETH. Và sở dĩ như vậy là bởi vì thông thường các cái pool theo dạng này á, thì nó sẽ yêu cầu là 50% token X và 50% token Y. Thì chúng ta sẽ ký hiệu ha, X là ETH và Y là DAI. Với cái mô hình X nhân Y bằng K thì khi đó chúng ta sẽ có giá trị của K trong cái pool này đó là bằng 10 x 1.000, tức là 10.000. Thì chúng ta sẽ đặt ra hai trường hợp. Trường hợp 1, chúng ta đổi DAI lấy ETH ha. Thì DAI lúc này đang là Y, và giả sử chúng ta mang 500 DAI vào để mua ETH thì lúc đó cái Y phẩy sẽ là 500 cộng 1.000 bằng 1.500 DAI, bởi vì chúng ta đã bỏ thêm 500 DAI vào pool cho nên cái Y nó đã thay đổi. Và bởi vì K không đổi vẫn là 10.000 cho nên cái X phẩy mới nó sẽ là 10.000 chia cho 1.500 là 6.66 ETH, tức là lúc đó chỉ có 6.66 ETH trong pool thôi, và cái lượng ETH mà chúng ta đã nhận được nó sẽ bằng cái X cũ, tức là 10 ETH trừ cho X phẩy mới là 6.66 là bằng 3.33 ETH, tức với 500 DAI chúng ta đã mua được 3.33 ETH từ cái pool này. Trường hợp ngược lại, nếu mà chúng ta swap ETH lấy DAI thì khi đó giả sử nha, anh em sẽ bán 6 DAI để lấy ETH, thì khi đó cái X phẩy mới rõ ràng nó sẽ bằng 10 cộng 6 bằng 16. Thì vì K không đổi mà cho nên là Y phẩy mới sẽ bằng 10.000 chia cho 16, tức là 625 DAI, và cái số DAI chúng ta nhận được sẽ bằng cái số DAI cũ là Y là 1.000 á, trừ cho cái số DAI mới là 675 thì sẽ là 625 thì sẽ là 375 DAI. Thì đó chính là cái cách mà cái mô hình CPMM hoạt động, và nó duy trì cái sự thay đổi X và Y, tức là thay đổi token trong pool dựa trên cái nhu cầu của người dùng. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau
tìm hiểu về COMM. Thì COMM nó là cái mô hình cho phép cung cấp thanh khoản một cách tập trung hơn. Nếu như CPMM thì cái thanh khoản nó sẽ giả đều, đúng không ạ? Giả đều và nó sẽ bị thay đổi biến thiên tùy theo cái nhu cầu của người dùng. Thì COMM nó sẽ cho phép chúng ta tập trung thanh khoản. Ở đây mình sẽ giải thích bằng một cái ví dụ như thế này. Thí dụ như tại thời điểm hiện tại, thị trường nó đang sideways và ETH nó đang dao động trong một cái mức đó từ 1750 cho đến 1900. Thì cái việc cung cấp thanh khoản ở ngoài cái biến động giá đó nó sẽ không hiệu quả, tại vì khi đó thì chúng ta sẽ không có những cái lệnh swap nó vượt qua được cái biến động giá từ 1750 cho đến 1900 chẳng hạn. Thì rõ ràng những cái người cung cấp thanh khoản đã trên 1900 hoặc dưới 1750 thì sẽ không nhận được phần thưởng từ giao thức, và đồng thời cái thanh khoản trong giao thức nó bị trải đều ra, cho nên là cái vùng thanh khoản từ 1750 cho đến 1900 nó cũng không có đủ dồi dào, và nếu lỡ may có những cái lệnh swap lớn nó sẽ dẫn đến những cái biến động giá rất là nhiều. Thì để khắc phục cái câu chuyện đó thì COMM chính là cái mô hình cho phép những cái người cung cấp thanh khoản đó, người ta có thể tùy vào những cái điều kiện thị trường và tùy vào những cái nhận định phân tích của cá nhân người ta để đưa ra được những cái khoảng giá mà người ta mong muốn cung cấp thanh khoản. Thí dụ như người ta dự đoán rằng ETH sắp tới nó sẽ dao động từ 1900 cho đến 2000 thì người ta chỉ tập trung cung cấp cái số tiền thanh khoản của người ta vào đó thôi để có thể nhận được cái phần thưởng lớn nhất. Đó chính là cái ý nghĩa của COMM. Và cái lợi ích của COMM thì nó sẽ giúp tối ưu hóa nguồn vốn này, giảm thiểu rủi ro khi cung cấp thanh khoản, đồng thời là phát triển chiến lược cho những cái nhà cung cấp thanh khoản, tức là cho phép anh em có thể đa dạng hóa các cái danh mục cũng như là chiến lược cung cấp thanh khoản để có thể tối ưu hóa lợi nhuận. Thì tuy nhiên cái nhược điểm của COMM thì như mình đã nói, nếu như mà chúng ta thứ nhất là không có thời gian này, thứ hai không có kinh nghiệm phân tích để mà điều chỉnh cái mức thanh khoản cho phù hợp, thì cái mức phần thưởng chúng ta trên thực tế nhận được có thể nó còn thấp hơn cái mức mà cái kiểu mà cung cấp thanh khoản CPMM. Bên cạnh đó thì bởi vì COMM nó chỉ là một cái biến động giá cố định thôi, cho nên là đối với những cái đồng token mà nó có cái tính biến động cao, nhất là những cái đồng token mới hoặc là đang có sự FOMO, tức là kiểu như token mà nó ít 10 trong vài tiếng hoặc một ngày, thì cái kiểu COMM này thì nó sẽ hoạt động không hiệu quả. Như vậy là chúng ta đã hiểu được hai cái dạng cung cấp thanh khoản CPMM và COMM khác nhau như thế nào. Ở trên màn hình là mình đang chia sẻ cho anh em, đó là hai cái hình nó thể hiện cái sự khác nhau trong cái việc cung cấp thanh khoản theo hai dạng của Uniswap V2 và Uniswap V3. Hình đầu tiên là CPMM, tức là thanh khoản nó rải đều từ 0 cho đến dương vô cùng, và hình thứ hai là V3 là nó được thanh khoản nó được giới hạn lại trong một cái khoảng giá. Thì rõ ràng với cái kiểu của CPMM thì nó sẽ phù hợp với những cái token và đồng coin có tính biến động mạnh, đồng thời nó cũng rất phù hợp với những cái người cung cấp thanh khoản mà người ta gọi là có ít kinh nghiệm này, có ít thời gian theo dõi này, và người ta không cần cái lợi nhuận quá lớn và quá tập trung vào một cái vùng thanh khoản gì, người ta chỉ đơn thuần là người ta muốn cung cấp và nhận được cái lợi nhuận nó ổn định thôi, thì đó là nó phù hợp với CPMM. Còn trong cái trường hợp mà COMM, tức là thanh khoản tập trung á, thì nó lại phù hợp với những cái dạng pool mà có tính ổn định cao. Mình thí dụ như là pool stablecoin, tại vì thông thường giá stablecoin thì như anh em biết nó chỉ dao động từ ví dụ như từ 0.95 cho đến 1.05 chẳng hạn, trên quanh cái giá $1. Thí dụ như pool của USDC, USDT hoặc là USDC với DAI chẳng hạn, thì đối với những cái pool như vậy thì chúng ta lại rất cần cái COMM để chúng ta cố định cái thanh khoản. Hoặc là những cái pool mà nó có tính ổn định cao với những cái loại tài sản đặc biệt, thí dụ như là ETH chẳng hạn, thì nó cũng có được những cái range giá ổn định như vậy, và cái COMM nó sẽ phù hợp với những người mà người ta mong muốn là kiếm được cái lợi nhuận tốt hơn, nhưng mà bù lại thì người ta sẽ phải bỏ ra nhiều thời gian, công sức cũng như là nhiều kinh nghiệm hơn, có nhiều kinh nghiệm hơn trong thị trường để có thể dự đoán được cái khoảng giá phù hợp. Tại vì nếu mà giá nó chạy ra ngoài cái biên đó thì thứ nhất là chúng ta sẽ phải mất thời gian để mà cung cấp thanh khoản lại. Việc cung cấp thanh khoản lại thì nó sẽ đòi hỏi chúng ta phải thực hiện các cái tác vụ và sẽ tốn rất là nhiều phí gas. Cái thứ hai đó là nó có thể, nếu mà anh em không để ý, tức là anh em không có thời gian theo dõi, thì thậm chí là anh em còn không nhận được luôn cái phần thưởng khi mà cái thanh khoản nó trượt ra khỏi cái vùng giá mà anh em cung cấp. Thì đó là hai cái dạng cung cấp thanh khoản và những cái ưu nhược điểm. Thì Ambient Finance nó đã kết hợp hai cái dạng này và cho phép người dùng tùy chọn, tùy vào cái mục tiêu lợi nhuận và tùy vào cái chiến lược giao dịch để có thể lựa chọn cái hình thức cung cấp thanh khoản một cách phù hợp. Thì đó là một trong những cái điểm nổi bật của Ambient Finance. Cơ chế thứ ba nó dẫn đến cái ưu việt của Ambient Finance, đó chính là cái cơ chế gọi là thanh khoản knockout, tức là thanh khoản knockout trên Ambient Finance thì nó cho phép người dùng mở các cái lệnh mua hoặc là lệnh bán,
bằng cách đặt các cái mức giá bid và ask, tức là các cái lệnh order tại cái mức giá thấp hơn hoặc là cao hơn giá token hiện tại. Mình thí dụ như giá token hiện tại của ETH đang là 1880 chẳng hạn, và anh em đang sở hữu ETH, anh em muốn bán ở 2000. Tuy nhiên thì trên AMM mà chúng ta thông thường chúng ta sẽ phải ngồi kênh, đúng không ạ? Khi nào giá nó đạt tới đó chúng ta phải vô swap, thì Ambient nó cho phép chúng ta đặt những cái lệnh limit sell ở giá 2000. Thì và khi mà giá nó chạm về gần đến đó thì giá nó sẽ được thực hiện từ từ. Thì đó là một trong những cái tính năng cực kỳ mới, và mình thấy rằng đa phần các cái DEX hiện tại, những cái DEX lớn thậm chí như Uniswap hay là Sushi các thứ, thì người ta cũng đang bắt đầu phải thực hiện và phải học tập cái bước cải cách của cái Ambient Finance này, tức là phải thêm vào những cái tính năng như vậy để mà nó phù hợp với cái nhu cầu của thị trường. Thì cái thanh khoản knockout nó rõ ràng có thể mang lại cái mức giá tốt hơn cho người dùng, đó là bởi vì chúng ta có quyền đặt lệnh sẵn và chờ khớp lệnh mà khi giá nó chạm đến cái mức giá rẻ hơn, hoặc là bán được khi giá nó chạm đến mức giá cao hơn, và nó tiết kiệm thời gian cho chúng ta rất là nhiều, đặc biệt là với những cái người ta bận rộn, người ta không có thời gian để theo dõi giá của thị trường thường xuyên. Và đặc biệt đối với những cái đồng coin thì nó biến động theo giờ. Anh em biết là chơi trên đất thì có những cái đồng nó biến động theo giờ hoặc theo phút luôn, thì chúng ta không thể nào mà chúng ta kênh tay kịp. Và cái điểm thứ hai của cái ưu điểm này đó là nó tránh cái rủi ro trượt giá trong khi swap như đối với cái mô hình em thông thường, tại vì cái lệnh limit sell và limit buy của knockout á, cái chế độ knockout này này, thì nó sẽ được thực hiện từ từ. Tức là ví dụ anh em đặt giá lệnh sell ở 2000 chẳng hạn, ETH ở 2000, thì khi mà giá nó gần về đó thì tùy vào cái tình hình thanh khoản trong pool, cái mức sell của anh em, ví dụ anh em sell 200 ETH chẳng hạn, thì nó sẽ được chia ra thực hiện dần cho đến giá 2000, nó giảm bớt đi cái sự rủi ro trong pool và giảm bớt đi cái thiệt hại cho chính chúng ta. Thì đó là một trong những cái tính năng rất là nổi bật. Một số cái điểm nổi bật của Ambient so với các cái AMM khác. Đầu tiên thì Ambient cho phép người dùng cũng như là những cái người cung cấp thanh khoản có thể thực hiện các cái giao dịch và cung cấp thanh khoản với cái mức phí tối thiểu và thấp hơn so với các cái mô hình AMM khác. Thì lý do chính là bởi vì đây là cái mức thanh khoản rất là dồi dào, và với cái cơ chế thanh khoản của người ta thì cũng như cái cơ chế tự động tái thanh khoản ấy, thì những cái người cung cấp thanh khoản người ta có thể giảm bớt các cái công đoạn trong khi cung cấp thanh khoản, thì từ đó nó tạo ra cái mức phí mà chúng ta phải bỏ ra khi tham gia vào trên cái Ambient nó thấp hơn. Cái ưu điểm thứ hai đó là đây là cái sàn DEX đầu tiên nó kết hợp 3 mô hình thanh khoản, là thanh khoản tập trung, thanh khoản Ambient tức là CPMM và thanh khoản Knockout trong cùng một liquidity pool. Thì từ đó nó cho phép cả trader lẫn liquidity provider đều được hưởng lợi. Cái thứ ba đó là cùng một thời điểm thì người dùng có thể đặt nhiều lệnh khác nhau, như là lệnh limit, rồi cung cấp thanh khoản với nhiều khoản giá khác nhau trên cái giao thức, từ đó mang lại cái sự linh hoạt tối đa trong việc phân bổ vốn cũng như là sử dụng các cái chiến thuật khác nhau để gia tăng lợi nhuận. Như vậy thì trong phần 1 chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về Ambient Finance cũng như là những cái tính năng nổi bật. Và trong phần 2 thì mình sẽ giới thiệu những cái lý do tại sao mình tin rằng Ambient có khả năng nó sẽ thực hiện các cái chương trình retroactive và anh em nên trải nghiệm dự án này. Thì đầu tiên, Ambient nó đã gọi vốn thành công 6 triệu đô la. Đây cũng là một cái số tiền tương đối lớn trong bối cảnh thị trường hiện tại. Và những cái tên tham gia đầu tư vào thương vụ này cũng là những cái tên khá là tên tuổi. Ví dụ như là Block Tower Capital, Jane Street hay là Cycle là một trong những quỹ đầu tư đứng sau USDC. Ngoài ra thì còn có Tensai Capital và một số các quỹ đầu tư và cá nhân cũng khá là tên tuổi khác. Thì với cái việc mà đã gọi vốn thành công thì Ambient khả năng cao sẽ có một cái nguồn lực tài chính để thực hiện các cái chương trình marketing, và hiệu quả nhất ở trong đó là các cái chương trình liên quan đến retroactive. Cái lý do thứ hai mà mình tin rằng Ambient nó đang thu hút cái dòng tiền để tìm kiếm retroactive đó chính là cái sự tăng trưởng TVL ấn tượng chỉ trong một cái thời gian cũng tương đối ngắn thôi, từ khoảng giữa tháng 7 tới nay, tức là chưa đầy một tháng thì Ambient nó đã thu hút được gần 9 triệu đô TVL, tức là tài sản khóa trong giao thức, với cái volume giao dịch tổng là lên tới khoảng 20 triệu đô la. Thì anh em thấy rằng với một cái sàn giao dịch mới hình thành, mới đi vào hoạt động và cũng còn đang rất là mới như vậy, thì đây là một con số hết sức ấn tượng. Và rõ ràng cái dòng tiền của những cái người mà cá voi hoặc là những cái người mà người ta đang săn retroactive sớm, người ta đang bắt đầu đổ dồn vào cái giao thức này, thì đây chính là hai lý do mà mình nghĩ rằng Ambient nó sẽ có cơ hội retroactive. Vậy thì cái cách thực hiện retroactive như thế nào và những cái lưu ý
đáng để tâm để có thể có cái xác suất cao nhất nhận được cái phần thưởng. Thì anh em hãy cùng mình tìm hiểu trong cái phần tiếp theo. Trên màn hình chính là cái giao diện của Ambient Finance, và để thực hiện các cái bước trải nghiệm để nhận retroactive với giao thức này thì đầu tiên anh em cần phải chuẩn bị trước một cái lượng ETH, thì theo mình là từ khoảng 300 đến 500 đô là vừa đủ dùng ha. Chúng ta có thể chuyển ETH đến ví MetaMask hoặc là các cái loại ví nào đó mà anh em quen dùng á. Sau đó chúng ta kết nối ví với giao thức ha, và chúng ta sẽ bắt đầu trải nghiệm. Thì các bước trải nghiệm ở đây gồm có: đầu tiên chúng ta sẽ thực hiện các lệnh swap. Em có thể thấy đây chính là giao diện swap của Ambient. Chúng ta có thể thực hiện bất kỳ thôi, thí dụ như mỗi lần tầm khoảng 200 đô ha, và chúng ta sẽ đổi giữa USDC với ETH. Sau đó chúng ta có thể chọn ETH qua DAI hay là gì đó để chúng ta đa dạng các cái lệnh swap của mình. Đó thì đó là cái về lệnh swap. Tiếp theo chúng ta sẽ trải nghiệm cái tính năng trade tương tự như vậy thôi, chỉ có khác là chúng ta sẽ đặt những cái lệnh limit. Hai anh em thấy đây chính là những cái lệnh limit, và bên này là swap thông thường. Swap thông thường thì nó sẽ lấy cái giá thị trường ha, và limit thì anh em sẽ đặt những cái lệnh cao hoặc thấp hơn một chút, thì anh em có thể linh hoạt đặt những cái mức giá mà anh em muốn ha, để tại vì đa phần chúng ta cũng chỉ trải nghiệm thôi. Và cái tính năng thứ ba là cung cấp thanh khoản. Thì tính năng này nếu như anh em vốn nó còn nhỏ thì anh em có thể không thực hiện cũng được. Mình chỉ khuyến khích thực hiện cái này đối với những cái anh em mà có cái mức vốn lớn, và anh em có thể có một cái tiền nhàn rỗi khoảng từ 300 500 đô gì đó hoặc là 1.000 đô gì đó, anh em có thể khóa thanh khoản vào trong cái pool này theo dạng đó là đó như hồi nãy mình nói á. Anh em có thể khóa dụ như 200 USDC và 200 đô giá trị ETH vào trong cái pool, và sau đó nhận về LP token, và chúng ta có thể hold cái vị thế thanh khoản này trong khoảng từ 2 tuần đến 1 tháng để tăng cái cơ hội nhận retroactive. Thì đó chính là ba cái tính năng chính của Ambient mà anh em nên trải nghiệm. Một số cái lưu ý mà mình muốn chia sẻ với anh em như sau. Đầu tiên thì anh em chỉ nên sử dụng một số lượng ví vừa phải thôi, nếu như chúng ta nhân lực có hạn. Thì cái thay vì chúng ta sử dụng rất là nhiều ví chỉ để trải nghiệm một hai lệnh swap, thì chúng ta nên sử dụng từ 3 đến 5 ví, sau đó chúng ta swap đều đặn hàng tuần ha. Có thể là anh em không nên swap nhiều lệnh cùng một ngày, nên em chỉ nên chia ra cứ một tuần anh em swap 1 đến 2 lệnh tùy vào cái khả năng của anh em. Thì như vậy nó sẽ nhìn nhận chúng ta giống như một cái người dùng thường hơn là một cái người đi săn retroactive. Đó là lưu ý thứ nhất. Lưu ý thứ hai đó là anh em nên ha, nên tránh cái việc chuyển tiền qua lại giữa các cái ví. Thí dụ như anh em sử dụng 3 ví chẳng hạn, thì anh em nên chuyển tiền đến cái ví đó từ toàn bộ từ những cái sàn như là Binance, chứ anh em tránh chuyển giữa ví 1 với ví 2, ví 2 với ví 3, bởi vì khi check thì nó có thể cho rằng đó là cái việc mà chúng ta đang cố gắng gian lận để nhận retroactive, thì nó sẽ loại những cái ví đó của chúng ta. Cái lưu ý thứ ba đó là anh em nên cố gắng feedback cho dự án thêm những cái tính năng mới. Thí dụ như cái chat này anh em nhìn thấy nó chưa có đẹp chẳng hạn, nên có thể đơn giản là anh em feedback là để cho cái dự án nó sửa cái chat này theo kiểu đó, là làm cho cái chat nó phong phú hơn, màu sắc đẹp hơn, rồi cung cấp thêm những cái chỉ báo để mà chúng ta có thể giao dịch trading như trên Binance chẳng hạn, thí dụ vậy. Thì đó là những cái feedback cực kỳ giá trị, và anh em nên tăng cường cái việc feedback đó trong Discord hay là trong Telegram, để lưu ý là nên sử dụng ví tài khoản chính nhá, để chúng ta có thể tăng cái cơ hội nhận được retroactive. Thì đó là ba cái lưu ý của mình, và trên đây là toàn bộ những cái chia sẻ của mình liên quan đến dự án Ambient Finance, cũng như là cái những cái bước để anh em có thể trải nghiệm dự án và tìm kiếm cái retroactive. Hẹn gặp lại anh em trong các cái chương trình giải mã crypto phần tới. Xin chào.